Ok. 72 bạn vào rồi. Em làm đề rồi ạ, à. còn câu 25. Câu 25 là câu nào đây? Mà sao lại 6 lại câu 25 đó. À, câu 25 là câu lạ này đúng không? Cái câu về kiểu uh, sinh tổng hợp trong cây nè, đúng không? Câu này phải tính ra năng lượng rồi quy năng lượng về số mol ha. Cũng khá là khó. Làm không kịp câu 70 37 38 hả? Ừ, câu 37 khó mà, có 37 khó 38 thì nó 38 nhìn có vẻ dễ ha Nhìn có vẻ dễ, thường cái dạng nhiệt nhôm này nó chỉ là bảo toàn nguyên tố thôi Câu 38 chắc là dễ hơn câu 37 đó Câu 37 mới là câu khó, khó nhất đề hôm nay Thì đoán là câu 37 là câu dễ, câu khó nhất Ừ uhm. Không kịp đúng không Thì từ từ, mình mới về đoạn đầu mà mới đề 15 mà các em Khóa này mình tới 99 đề là mình chỉ mới đề số 15 trên tổng số 99 đề thôi Cứ thoải mái ha, mình còn nhiều đề phía sau mà Từ từ, các về phút sau thì các em phải tăng tốc độ Còn bây giờ các em cứ quan trọng là làm cho ra trước đã Không nhất thiết các em phải canh đúng 50 phút nha các em Các em cứ làm cho ra cái đã, ra tất cả các câu cái đã Ok, 96 bạn vào rồi Bắt đầu luôn nha các em Bắt đầu luôn được chưa nè à quên có bạn nào vào sau thì các em có thể lấy file đề ở dưới comment nha thầy sẽ comment cái cái uh, hoặc là bài viết trước đó của thầy cũng có đăng rồi bài viết trước đó thì có đăng trong cái uh, đăng cái đề rồi nha bạn nào vào thì có thể lấy vào sau nha 25 a hả ừ hình như là a đúng rồi đúng rồi hình như là a đó 25 bạn nào ra a là chuẩn rồi đó bắt đầu luôn được chưa tầm 90 bạn rồi à, ha có bạn nào thắc mắc trong lúc like thì bạn nào thấy thắc mắc câu nào thì nói nha mình sửa nhanh mấy câu đầu tiên thôi chứ còn tập trung chủ yếu là những câu sau thôi mà mấy câu đầu thì mới là những câu mà mình lướt nhanh được mà rồi vào luôn này các em vào luôn nha để mình nghỉ sớm 37 rồi câu số 1 nè đề này có vẻ dài á người ta cho là đốt cháy hoàn toàn một polymer tổng hợp polymer tổng hợp với một lượng oxy vừa đủ thì thu được khí CO2 và nước biết số mol oxy bằng số mol của CO2 tìm polymer nào ở đây đầu tiên là các em dẹp ngay những cái polymer của polyethylene với là polybutadiene liền nè tại vì mấy thằng này nó không có oxy cái chất mà bản chất mà oxy nó bằng với CO2 á khi nào khi mà oxy đi vào và nó đốt cháy nó ra đúng số mol CO2 bằng oxy chỉ khi nào những cái hợp chất nó có dạng này thôi nè H2OM lần ngon nó nó chỉ có cái dạng như thế này nè thì khi mà đốt cháy á thì cái phần nước này nè sẽ đốt không không tốn oxy thì chính cái này nó sẽ tạo ra n cái co2 và tiêu tốn đúng n oxy được chưa các em cho nên câu số 1 này nè những cái hợp chất mà để thỏa mãn được cái chuyện là oxy nó bằng co2 á thì bắt buộc nó phải có cái dạng là cnh2o m lần hoặc là trong phân tử của nó á, thì hydro gấp đôi oxy được chưa vậy thì bây giờ mình sẽ xem hai cái polymer còn lại polymer nào thỏa mãn ha ở đây thì ethylene terephthalate thì mình có thể viết công thức ra nó là c2h4 O đúng không? Đúng chưa? Nó bứt một H ra đi. Thôi mình bỏ OH luôn đi. Bỏ OH luôn. Rồi mình sẽ là OOC. C uh, Tê-rê-ta-lá là C6H4 đúng không? Rồi COO. Đúng chưa? N lần lên thì mình coi như mình không cần tính chữ N này đi ha. Mình sẽ gom công thức này lại là gì? C mấy này. Tính ở bên trong thôi, trên bên trong một mắt xích thôi mình sẽ có là C C10 đúng không? C10H H8 O mấy đây? C10H8 O4 đúng không? C18O4N lần đấy. Đúng không? Tức là đây là C C10H2O 4 lần đúng không? Còn cellulose thì dễ quá rồi đúng không? Mình gặp quá dễ rồi nó là C6 rồi H C6 rồi H2O 5 lần đúng không? Xong rồi mình N lần lên nữa, đúng chưa? Đó thì hai cái polymer này đều thỏa mãn cái dạng công thức như thế này. Nhưng mà ở đây người ta nói là gì? Polymer tổng hợp nha các em, polymer tổng hợp. Tức là bạn nào tới đây mà khoanh câu D là sai nha các em ngay câu số 1 nè câu số 1 mà có rất nhiều bạn sai câu này đó nếu mà khoanh câu D là sẽ sai liền nha tại vì câu D nó là polymer thiên nhiên được không thiên nhiên người ta hỏi là polymer tổng hợp mà vậy thì mình phải chọn là câu b nha các em câu số 1 của mình nó phải là câu b mới đúng được chưa được hết không được không câu số 1 là mới vào câu số 1 rồi thấy căng thẳng rồi đúng không được hết đúng không có gì thắc mắc thì các em comment bên dưới nha Câu số 2 nè, người ta cho là poly một số amin thơm bậc 1 ứng với công thức C7H9N. Ở đây ta nói là bậc 1 nha, bậc 1. Bậc 1 vậy thì mình sẽ không kể những thằng bậc 2. Thì bây giờ mình vẽ là như thế này. Mình sẽ vẽ là CH2, NH2, một công thức đúng không? Tiếp theo là mình có thể vẽ là anilin đi rồi mình gắn CH3 vào. Anilin vào rồi gắn CH3 vào ba vị trí octo nè, meta nè, rồi para đúng không? Như tổng cộng mình sẽ có một thằng này và ba thằng này thì tổng cộng sẽ có 4 k min thơm bậc một nha các em câu này đó là câu c sao 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 có điều gì, gì mà thắc mắc hả à? nhìn không ra được câu một hay sao có gì thắc mắc thì các em comment bên dưới nha đang làm chậm chậm từ từ đó từ thật ra giải thích giải thích đầy đủ lắm rồi đó câu số 2 nè câu số 3 nè nhìn dịch là sau đây làm bị tím chuyển thành màu hồng chuyển thành màu hồng thì mình sẽ chọn là cái tên này nè, chẳng qua đây là cái tên của thằng uh, axit nó bằng với axit glutamic đây em okay? axit glutamic đó đây là tên hệ thống của axit glutamic này nha các okay? mà gọi là bán hệ thống mới đúng tại vì nó chữ alpha rồi nó là axit glutaric mà gắn thêm với nhóm amino và vị trí carbon alpha cho nên nó đập, cho nên đó là một cái tên gọi khác của axit glutamic thôi được chưa thì đáp án của mình nó sẽ là câu C nhé các em nó sẽ làm nó có hai nhóm COH so với một nhóm nở khai cho nên sẽ làm người tím đổi thành màu màu hồng ha câu số 4 nè tên gọi nào sau đây phù hợp mình sẽ chọn là vinin acetate đúng nhỉ vinin acetate câu A câu số 5 trong dung dịch glycine tồn tại chủ yếu ở dạng ion lưỡng cực đúng không tất cả amino acid thì đều tồn tại ở dạng ion lưỡng cực hết amino acid là chất rắn dễ kết chất rắn kết tinh dễ tan trong nước chất rắn kết tinh và dễ tan trong nước đúng không tất cả các amino acid đều là chất rắn kết tinh dễ tan trong nước cũng đúng luôn ha tại vì nó là dạng ion mà ion thì nó sẽ tạo ra được những cái điện tích dương âm mà nó dễ nó phân cực và nó dễ tan trong nước ha câu c gluco và sắc thì đều có khoảng trắng bạc và sai nè sắc thì không có khoảng trắng bạc ha hydro hóa hoàn toàn triolein thì thu được là tristerin mới đúng câu e triolein và tri và protein thì có cùng thành phần sai rồi, nè ở đây thì protein nó có nitơ đúng không triolein thì không Saint Lucer được dùng làm thuốc súng không khói đúng rồi ứng dụng của Saint Lucer á đáp án của mình nó là A B và G nha các em A B và G đáp án mình nó là câu D được chưa câu số 6 nè người ta cho là 0,2 mol tác dụng với 0,15 mol HCl vậy thì trước đó vào trong nước nó sẽ thành là 0,2 mol NaOH đúng không sau đó khi tác dụng HCl thì mình nhìn thấy là NaOH nó dư rồi vậy thì dung dịch của mình nó sẽ có NaCl mà NaOH còn dư trong đó thì bảo toàn nguyên tố clo và bảo toàn nguyên tố natri đúng không đây thành phần của mình nó sẽ chứa hai cái này ở đây mình sẽ có đáp án là NaCl và NaOH thôi các em đáp án mình đó là câu D câu số 7 này cho hình vẽ mô tả thí nghiệm điều chế khí ít rồi bây giờ người ta nhỏ từ từ axit vào trong cái bình mà có chứa có chứa cái chất rắn ở bên dưới đúng không ở đây mình sẽ chọn là ở đây thì tìm cái nào mà không phải chất rắn ra có không ở đây cái nào cũng được nhìn thấy chất rắn đúng không vấn đề là mình nhìn thấy cái gì Bây giờ mình phải có là cái khí này nó phải thu được bằng phương pháp mà dời khí rồi đúng không? Tức là khí nó nó nhẹ ha, nó bay lên trên này và nó đẩy những cái khí nằm trong cái ống này đi xuống. Tức là khí này nó phải rất nhẹ nó mới được điều chế bằng cách này, được chưa? Và khí nhẹ nhất của mình điều chế nó chính là khí H2 rồi, đúng không? Vậy đáp án của mình mình tìm cái nào là H2 thôi cô dê. Chứ nếu mà chỗ này nè 44 nè, 46 nè, Thằng này là 71 nè, nó sẽ nặng hơn không khí, không khí là lấy cái mốc là 29 ha. Vậy thì nó sẽ nặng hơn không khí nó sẽ không thu được bằng phương pháp này. Mà lúc đó mình phải úp ngược cái này xuống như thế này, Ờ, nó sẽ ấp ngược cái này xuống không khí đi vào gì nó sẽ mới lấn át từ không khí từ bên dưới đẩy lên trên dần được chưa thì ba cái câu abc thì mình phải mình phải quay ngược cái mình phải quay ngược cái cái bình thu lên trên ha, hướng cái phần phần miệng bình lên trên còn nếu mà thu bằng khí nhẹ mình sẽ hướng cái bình nghiện cái bình bên dưới như thế này ngon vậy thì lúc này đáp án của mình nó sẽ là hero được chưa hero nó mới nhẹ và nó nó mới đẩy những cái khí khác ra khỏi cái ống nghiệm được Được chưa câu số 8 nè Công thức của đạm ure thì là câu B thôi, câu này phải học thuộc bài rồi. Người chơi câu số 8 là câu B. 8 câu đầu tiên ha. Sao các bạn nào thắc mắc gì không? Câu số 8, 8 câu đầu tiên. Không có thì các em comment không ha, để mình biết mình nhảy qua cái uh, trang tiếp theo luôn. Ừ, trang đầu tiên nhưng mà cũng khó ha. Thường những trang đầu tiên cái đề trước thì thì không có lắm mà trừ đề này thì nó gài những chỗ như câu số 1 nè. Câu số 1 là câu đầu tiên kiểu vô mình mình còn tưởng nó dễ nhất đề á mình sẽ làm rất là vội qua câu số 1 một, một cái là dễ bị dễ bị vướng cái chỗ mà polymer tổng hợp đó ha cái chữ gài ở đây là polymer tổng hợp nè được chưa chữ này nếu mà cái câu này nó dùng từ polymer thôi thì mình có quyền mình chọn là sen loser ha nhưng mà bài này thì người ta không nói cái chữ đó người ta có chữ tổng hợp và mình bắt buộc phải loại sen loser đầu tiên ha đúng chưa ừ ổn hết đúng không rồi à, ok ha ổn hết thì được rồi mình qua nha câu số 9 nè người ta cho hợp chất nào có cấu tạo như thế này thì mình phải phân tách ra thôi đây là peptide đúng không đầu tiên là gốc gly nè gốc này là gốc đồng đẳng của axit glutaric nè đúng không glutamic nè đúng không tiếp theo thì đây nó là phenylalanine nè một cái cái đoạn sau nữa là glycine được chưa vậy thì cái gốc này nè cái này nếu mà không có c sáu năm đi thì nó có phải là phenylalanine cái này là anilin không gắn thêm gốc phenyl vào thì mình đọc là phenylalanine thôi thực ra mình cũng không cần biết cái tên đâu mình chỉ cần nhìn cấu trúc của nó thôi mình biết nó là alpha amino acid rồi đúng không nhưng mà ở đây mình sẽ chọn câu này là câu c nha các em nó các em sẽ thấy là cái câu d này nè cái c 6 h 5 nó gắn vào carbon số mấy nè? số 1, số 2 đúng không mà ở đây là c 6 h 5 nó gắn vào carbon số 1, số 2, số 3 mà đúng không trên cái chuỗi bên trên thì c 6 h 5 phải cách ra một nhóm CH2 nữa câu d thì không tồn tại ha vậy là câu c có tồn tại có thu được nhưng mà câu d là không thu được nha ta hỏi không thu được phải là câu d đáp ăn d mới đúng Câu số 10 nè, người ta hỏi là thủy phân hoàn toàn một mol peptide mà thở ít thì thu được 3 mol gly và một mol ala. Số liên kết peptide rồi. Số liên kết peptide thôi à? Ồ, số liên kết peptide thôi thì mình chỉ cần vẽ ra nó là có bốn cái mặt đúng không? Đây nó là gly, gly, gly ala thôi đúng không? Đúng không? Mình có thể mình mình không cần biết cái vị trí sắp xếp nó như thế nào. Mình chỉ cần biết cái đoạn giữa của nó thôi, đúng không? Nó sẽ có ba liên kết peptide ở giữa đáp án mình đó là câu C, câu này ngắn mà như chỉ cần là mình biết được nó là tri tiếp hay là tay trái tiết này gì thôi Đúng không? Mình biết được số mắc xích trong đó thì mình trừ một lại thì đó chính là số liên kết Câu số 11 Trong công nghiệp để điều chế NaOH người ta điện phân dung dịch NaCl ha được chưa? Trong công nghiệp thì người ta cần rẻ nhất có thể Thì NaCl nó khai thác từ muối mà tự nhiên rồi Rất là nhiều trong nước biển cho nên nó sẽ rẻ nhất Câu số 12 Một muối khi tan trong nước tạo thành dung dịch có môi trường kiềm Môi trường kiềm yếu đó là câu A ha HCO3 còn đây là môi hai cái này là môi trường axit nè còn NaCl là môi trường trung tính rồi Câu số 13 trong dãy điện hóa kim loại nhôm có tính khử mạnh hơn kim loại sắt. Khi nào cần may áo giáp chrome sắt ha, khi mà nào cần may áo nè, giáp chrome sắt đúng không? Vậy thì kim loại nhôm có tính khử mạnh hơn kim loại sắt chính xác rồi. Tuy nhiên vật liệu bằng nhôm bền hơn vật liệu bằng sắt là nhờ có lớp lớp màng oxit Al2O3 à, ha, cái này phải học bài rồi. Đáp án mình nó là câu A. Bạn nào mà quên cái này thì mở lại phần phần lý thuyết về nhôm xem lại nha. Câu số 14 nè, triolein lần lượt vào mỗi ống nghiệm chứa các chứa các chất riêng biệt như thế này thì trong điều kiện thích hợp số phản ứng xảy ra triolein thì nó không có nhóm OH cho nên nó không tác dụng natri ha không tác dụng CH2 luôn không tác dụng với methanol luôn brom thì được đúng không nhiệt brom thì nó cộng vào brom nhiệt NaOH thì nó sẽ thủy phân đúng không thì đáp án của mình đó là câu A có hai cái phản ứng xảy ra thực ra cái câu này cũng chưa chuẩn lắm tại vì nếu mà brom nó tác dụng từ từ thì sao nó cộng vào một đối đôi sau đó cộng thêm đối đôi nữa sau đó cộng thêm đối đôi thì là chỉ cần cộng brom là hết ba phản ứng rồi nhưng mà chắc là người ta sẽ không không gài tới mức như vậy đâu chắc ý của người ta là số cặp chất xảy ra phản ứng thôi chứ không quan trọng là bao nhiêu phản ứng trong một cái cặp chất đó ha đáp án mình mình sẽ chọn là câu a nha các em câu 15 nhôm có thể phản ứng được với chất nào sau đây nhôm có thể phản ứng được với ở đây đặt nguội thì không phản ứng đúng không nhôm sắt crom thì không tác dụng với đặt nguội rồi mai nhé được 4 thì là mai nhê hay cộng mai nhê nó có cái tính khử mạnh hơn nhôm cho nên nhôm không đẩy ra được ha nhôm tác dụng được môi trường NaOH mà gì đáp án mà nó sẽ là câu d À, không người ta nói là không người ta nói là số nhôm có thể phản ứng được thì phải chọn là câu a còn fe 2 nó đang ở dạng kết tủa nó không có tách là ion fe ba fe 2 cộng đủ nhiều để nó phản ứng với nhôm ha câu số 16 các polymer thuộc loại tơ nhân tạo tơ nhân tạo thì trong chương trình mình chỉ học hai loại thôi đó là visco và acetate ha đáp án mình nó là câu d câu số 17 cặp chất nào sau đây vừa phản ứng được với dung dịch axit mạnh vừa phản ứng được với dung dịch kiềm phản ứng được với dung dịch axit mạnh và dung dịch kiềm vậy thì mình sẽ chọn là đây là chất lượng tính đúng không axit mạnh và vừa phản ứng với dung dịch kiềm đây 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 câu này nó là câu b được chưa câu số 18 cho dựa vào cái mối liên hệ là đây biến đổi nào sau đây không thực hiện được vậy là từ canxi thành co 3 rất khó nè ít nhất nó phải qua oxit cái đã được không xem được coi câu b được rồi, đúng không câu b cái chuỗi này được là từ đây sang đây là mình cộng oxy nè từ đây sang đây là mình cộng nước nè từ đây sang đây là mình cộng co 2 nè hoàn toàn được câu b hả mấy câu kia coi từ co 3 mà từ co CO3 mà chuyển thành là C 2 thì khó lắm chỗ này thì nó phải ít nhất nó phải đun nóng rồi nó mới tác dụng với nước qua hai phản ứng lận cầu dê cũng vậy ha từ CO3 nó không thể nào xuống được canxi ngay lập tức như vậy được chưa các em trang thứ hai ổn không có bạn nào thắc mắc gì trang số 2 không số 2 thấy vậy chứ dễ hơn trang số 1 đúng không số 1 mới là trang khó được không Được hết rồi mình qua nha để coi các bạn nào thắc mắc gì không Đặc biệt là lớp on nè Có gì thắc mắc em comment liền ha để mình sửa cho xong luôn Mấy cái đề này thì tốt nhất là các em nên làm trước ha Còn chưa làm trước thì khó theo kịp cái đoạn sau lắm Đoạn sau nó hơi bị khó Thường là trường thường là trường Nguyễn Khuyến là mấy câu ST khó lắm Ok đúng không? Rồi qua nha Câu 19 nè Một câu lạ hơn xíu khi đưa mẫu natri nóng đỏ vào dung dịch clo rồi vào bình đựng khí clo thì người ta thu được khối lượng muối theo thời gian như thế này rồi người ta hỏi mình là cái thời gian t rồi vậy thì các em nhìn nè nó nó tăng từ từ lên NaCl nó tăng từ từ lên 10g 13g 19,5 rồi 18,5 nhưng mà đi ngang luôn 18,5 dù có phản ứng thêm cỡ nào đi nữa thì nó cũng chỉ tới 58,5 là hết lóc đúng chưa vậy thì mình suy được NaCl tối đa là mấy từ trên đồ thị này, này mình suy được NaCl tối đa thì nó sẽ là nó sẽ là một mol đúng không? Nhưng chưa một mol đó là NaCl tối đa. Mà ban đầu người ta cho là natri tác dụng với clo. Nhưng mà thu được NaCl tối đa là không là một vậy thì suy được natri là mấy? NaCl tối đa nó là một rồi vậy thì natri ban đầu nó sẽ là một mol đúng chưa? Như vấn đề người ta không có nói lấy cái đoạn sau cùng mà người ta nói là lấy vào thời gian t phút, không biết t phút là mấy phút. Được chưa? Vậy thì mình phải lấy là lúc đó hỗn hợp, Tại, 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 tại thời gian tây phút nha Tại thời gian tây phút thì mình sẽ tồn tại là natri dư và NaCl đúng chưa Sau đó thì khi mà cho qua dung dịch AgNO3 và người ta nói là chỉ thu được cái phần kết tổ trắng thôi Tức là mình không tính cái Ag2O hay là AgOH ha Tại vì những chất đó không bền mà nó cũng không phải màu trắng nữa Và ở đây người ta hỏi là màu trắng thôi tức là mình phải thu được là AgCl thôi ha Mình chỉ cần tính cái phần AgCl thôi Hồi này số mol thì mình chia xuống liền 143.5 ha, 71.25 71,75 chia 143.5 mình sẽ được là 0,5 mol với 5 mol AgCl. Nhưng mình suy được clo của mình nó sẽ là 0,5. Vậy từ đây mình suy được là m NaCl tại thời gian t phút là bao nhiêu gam. Nhân cho 58.5 lên thì mình sẽ được là 29,25. 29,25 g ha, 29,25 g Vậy từ đây mình dựa vào đồ thị thôi. 29,25 gam tức là tại cái điểm mà 4 phút đúng không? Đáp án của mình nó sẽ là 4 phút câu B. Một câu nó cũng bình thường đúng không? Vấn đề là nó làm cho nó rối lên thôi. Cho cái đồ thị cho nó cái em sợ thôi. Thầy ơi chương Chrome bình thường ra lý thuyết hay bài tập ạ? À, cả hai luôn em. Thường thì nó sẽ ra lý thuyết, nhưng mà bài tập có thể xuất hiện trong bài tập nhiệt nhôm hoặc là bài tập cho cái hỗn hợp kim loại để tác dụng với axit các thứ được chưa? Nó vẫn có thể xuất hiện trong những cái phần đại cương kim loại nha các em. Nhưng mà chủ yếu là lý thuyết. Thầy thấy là giải nhiều đề rồi thì thấy là chủ yếu là lý thuyết thôi. Được. Học kỹ lý thuyết của phần Chrome ha. Được đúng không? Có gì thắc mắc thì em comment luôn ha Câu 20 nè, đun nóng cái chất sau trong bình kín thì số phản ứng xảy ra sự oxy hóa kim loại Cái này thành là ZNS2, ZNS đúng không? Nó phát trị 2 Vậy thì nó được rồi đúng không? Nó tăng từ số oxy hóa 0 lên là số oxy hóa cộng 2 của kẽm Nhôm cũng vậy ha, AL2S3 Thằng này nó thành là FeO thì chưa có sự oxy hóa kim loại nhưng mà oxy nó tác dụng với FeO đúng không? Thành là Fe2O3 thì có sự oxy hóa kim loại từ À không, đây là oxy hóa cái hợp chất của kim loại rồi người ta nói là oxy hóa kim loại mà kim loại tức là ý nó nói là kim loại đơn chất á cho mình không chọn ý số 2 được ha 14 nè số 5 thì oxy của thằng nộ 3 này phân phân rã là, là k nộ 2 với oxy đúng không oxy quay trở lại oxy hóa đồng thành CO được nè câu số 3 mà nhê cháy trong khí CO2 mà đúng không đúng không, không dập tắt đám cháy mà nhê mà nhôm bằng khí CO2 nhớ ok cái này là học trong bài carbon của lớp 11 rồi nha Vậy thì lúc này thì mai nó sẽ tản ứng được với CO2 thành mà O nha kem rồi mình sẽ không chọn ý số 3 ô ý số 3 là có chứ nhôm tác dụng được với cr 3 được đúng không theo cái dãy điện hóa thì khi nào cần may áo giáp Crôm sắt đúng không vậy thì sau nhôm tất cả những kim loại từ sau nhôm thì đều bị phản ứng nhiệt nhôm phản ứng được với nhau đều bị oxy dành đều bị nhôm dành oxy của oxit kim loại đó được không ví dụ như là chrome thì nó nó yếu hơn nhôm cho nên bị nhôm dành oxy được ha vậy thì sẽ có sự oxy hóa nhôm thành là al 2 o 3 vậy thì ý tất cả đều được trừ cái số 2 ra thôi Đáp án của mình nó là 5 ý nha các em, câu C. Từ chào Quốc ai biết qua YouTube đúng không? Nói rõ đoạn phản ứng số 2 ra cái gì được không ạ? À? Số 2 nó ra CO2 em. Số 2 nó ra CO2 và Fe2O3 các em viết tự cân bằng nha. Được chưa? Thì thực chất đó, nó là FeCO3 nhiệt phân ra FeO và CO2. Sau đó FeO tác dụng với oxy ra Fe2O3 nha. Được chưa? Phản ứng số 5. Sao lại không em? Phản ứng số 5 bình thường mà. Ca nộ ba này nhiệt phân ra oxy nè. Sau đó là Cu này nè nó cộng với oxy để tạo thành là CuO bình thường mà các em. Phản ứng này bình thường mà. Đồng nó cháy trong cái oxy mà. Thường các em nhìn thấy cái lư đồng á, lư đồng ở nhà không biết thì bây giờ thì không biết còn không. Mà tùy, tùy nhà ha, những cái lư đồng mà em đốt đi, em lấy đem đốt đi. Em đốt thì em sẽ thấy nó sẽ bị xám đen một cái phần mà em đốt thì nó chuyển thành từ Cu màu vàng thành là CuO á nói thế gì đừng làm nha Rồi Được không? Có gì không? Hay là không biết cái phản ứng nhiệt phân của KNO3 Phải nói là của phản ứng nitơ của lớp 11 nha các em Này nhiệt phân ra KNO2 nè KNO2 với 1 phần 2 khí oxy nha À đúng rồi, không nghĩ là việc đoạn nhiệt phân chỗ này đúng không? Ừ bình thường Làm vài lần cho nhớ Câu số 21 nè Cái nào sau đây là chất điện ly đi mạnh Chất điện ly đi mạnh thì nó là axit mạnh, bazơ mạnh và tất cả các muối rồi các em Vậy thì mình chọn bazơ mạnh thôi câu số 22, tên gọi phù hợp mình viết hết ra đi ha n etin n không có được cái n này nè chỉ có thể gắn vào khi mà mình đã nó là tên thay thế thôi tên thay thế thì phải là một cái hydrocarbon và chữ amin ở đây ha vì lúc này mình không nhận không a được đâu câu c thì nếu mà tên thay thế như thế này á thì là n etin n metin thì có cái tên này nhưng mà không phải hợp chất này tại vì cái nhìn thấy nè, có tới hai gốc etin lần đúng không tức là nó phải là C2H5 hai lần nitơ sau đó nối với CH3 nữa. Vậy là câu C nó có cái chất này nhưng mà nó không phải là cái chất trên đề mình người ta hỏi. Được chưa? Vậy là đáp án mình nó phải là câu B thôi. Ở đây là ethan amin nè, tức là cái cái đầu này nè, đây là ethan amin đây. Sau đó hai cái nhóm CH3 này gắn vào nitơ cho nên mình đọc là NN dimethyl đó. Nên câu B của mình là câu đúng ha. Còn câu D là sai luôn tại vì diethyl -E là bảy rồi nè đúng không? Diethyl -E tức là hai cái nhóm ch năm 5 là cũng không phải, ở đây có chỉ có một nhóm c năm thôi Nên câu D mình cũng không chọn được Đúng không? Câu 22 của mình nó câu D mình không chọn được nha Quốc nè Được không? Câu D của mình không được nha Câu 23 Chất tác dụng được với hero tạo thành sọc Vitor Như mình sẽ cho là Chất tác dụng được với hero chỉ tạo thành sọc Vitor À chỉ chỉ này nè Chỉ tạo thành sọc Vitor thì mình chọn là Gluco ha Tại vì Fructo nó còn ngoài cái sọt nên nó còn cái đồng phân quan học của nó là cái thằng maniton nữa nhưng mà các em không học thôi được chưa? Chương trình mình sẽ học chỉ có gluco thì nó mới ra được thằng to Câu số 24, những kim loại đều thuộc nhóm 1A. 1A thì mình sẽ loại những thằng nào không phải đi. Đầu tiên là mình thấy là cái đầu tiên được rồi nè. Cái thứ hai thì bari không được nè, magie canxi không được nè đúng không? Cái thứ ba thì cái chrome đúng không? Đó vậy đáp án mình nó là câu A. Lý thuyết đúng không? Đoạn này lý thuyết hơi nhiều, trang này lý thuyết hơi nhiều lý thuyết về cả amin hữu cơ và cái phần nhiệt phân ôn lại lớp 11 nữa rồi có bạn nào thắc mắc cái câu nào trong trang số 3 không? bắt đầu từ từ để mình qua trang sau nó bắt đầu khó lên nè được đúng không được hết không? Chắc không có gì đâu đó không? không? có đoạn nào có lắm đâu đúng không? Chắc sai chủ yếu là sai ở cái câu 20 thôi đúng không? Thường là các em bị sai câu 20 tại xét nhầm cái gì đó. cái phần một trong mấy phản ứng này thôi chứ bình thường cũng mấy phản ứng còn lại dễ mà mấy cái câu còn lại dễ mà ok qua ha thuận hoàng nè giờ giờ mới thấy vào rồi câu 25 nè đây, câu này là hồi nãy các bạn nói là làm không được, làm được hết đề mà còn thiếu câu 25 rồi đúng không? 25 này kiểu như đọc hiểu thôi. Đọc hiểu rồi mình phân tích ra từ từ thôi chứ thực ra nó cũng không liên quan tới hóa lắm. Rồi nè, đầu tiên người ta cho là mỗi 1 cm lá cây nhận được 0,5 calo, đọc kỹ nha các em, calo còn đây là đề bài cho trên phương trình là kilo calo nha. Calo với kilocalo khác nhau nha. À, nhưng chỉ có 10% được sử dụng rồi. Bây giờ người ta nói là trong một cái cây xanh trong một cái cây nó có 1.000 cái lá thì mình lấy tổng cái số lá cây nhân với diện tích của mỗi lá là 10 cm thôi mình mình viết cái chữ cho, cho nhớ 1000 lá nè mình nhân cho một 10 cm vuông mỗi lá rồi mỗi cm vuông thì thì nhận 0,5 calo đúng không nhưng mà ngoài cái calo toàn bộ lượng calo này vào không được sử dụng hết mà chỉ có 10 phần trăm bị sử, được sử dụng cho quá trình quan hợp thôi còn lại nó có thể dùng cho những cái kiểu khác như là để 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 vận chuyển nước hút nước từ bên dưới lên hoặc là các phản ứng sinh hóa khác tạo thành những hợp chất khác trong cây cho nên chưa chắc là chỉ có 10% được sử dụng cho quá trình tổng hợp quan hợp thôi này thì đây mình nhân cho 10% lên ha đây đây là tổng năng lượng trong một phút đúng không đây là cứ mỗi một phút là trong một phút đúng chưa đây là trong một phút thì được như đây vậy thì mình cần bao nhiêu cái đã đây là trong một phút một phút thì được như đây năng lượng nha thì được như đây năng lượng calo nhưng mà bây giờ mình mình cần người ta hỏi mình là bao nhiêu phút đúng không mà thực tế là cần bao nhiêu năng lượng người ta nói là cần 18 g một luco mình dùng cái phương trình này nè nói cái cây thì nó cần là để tạo được một mon luco đúng không đây là một kilo calo trên mon mà tức là để tạo ra được một mon glucose thì người ta dùng hết là 673 000 calo kilo calor, tức là ngàn calo đó vậy thì đây mình sẽ dùng là nhiêu bây giờ mình đang cần là mấy mon mình đang cần 1 mol á, mol để tạo ra được 1 mol gluco á thì uh, cây nó cần là 673 ngàn. Đúng chưa? Nhưng mà ở đây người ta cho là 0,1 người ta cần đề hỏi mình 0.1 mol, tức là mình cần 67 uh, mình cần là 67.300 đúng không? 67.300 calo. nó bây giờ mình cần như đây? 67.300 calo. Dùng quy tắc tam suất thôi. Đúng không? Dùng quy tắc tam suất thôi, nhân chéo chia ngang đúng không? Nhân chéo chia ngang. Vậy thì số phút này của mình nó bằng 67300 chia cho chia cho cái đóng này có bao nhiêu nè. Nhân lại coi, 1000 nhân 10 cm vuông nhân 0,5 calo nhân 10%. Thì mình sẽ được là 5 5 calo. Ủa ít hết ta. Ít hết ta. 1000 nhân 10 10 cm vuông nhân 0,5 calo nhưng 10 phần trăm thôi được rồi đó cũng được đó. rồi nó sẽ được 5 bằng nhiêu 67300 chia 5 thì mình được là như đây phút 13 Ồ, nhỏ hết ta tóm lại có sai số nào không okay. kia cứ một mol glucose thì mình cần 673.000 calo đúng không vậy thì 0,1 mol đúng không chia 180 là 0,1 thì mình cần ít lại bớt một con số không lại đúng rồi Người ta hỏi cần bao nhiêu phút Các em coi có số liệu nào mình biết sai không 1000 lá đúng không Đọc kỹ rồi một lá đúng rồi Mỗi lá là một cm vuông Mỗi cm vuông thì nhận được 0,5 calo mỗi phút Rồi mình mới nhân cho 10% Rồi nhân lại coi 1.000 x 10 x 0.5 x 10 chia 100 Ờ à, 500 500 đúng rồi Vậy này mình chia 500 xuống thì mình sẽ được là 67300 chia 500. Mình sẽ được là khoảng 134,6 phút. Cái này các em đổi ra giờ nha các em. Biết đổi không? Các em chia 60 xuống thì các em được 2, mấy á, tức là 2 giờ. Đúng không? 2 giờ, sau đó em trừ 2 lại đem nhân ngược trở lại 60. Thì các em sẽ được là 14 phút. 14 phút nhưng mà nó vẫn còn dư lại 0,6 phút kìa. 0,6 phút mình nhân cho 60 nữa là mình được là 36 giây. Đó, 12 giờ 14 phút 30 36 giây nha các em đáp án mình nó là câu A được chưa câu số 25 nè à 500 đúng không Ừ đúng rồi lúc nãy hay bấm thiếu số thiếu hai số 0 à em không để ý chỗ kilocalo cho nên tính mãi không được ok được mà câu này tính được mà thực ra không cần học hóa mình cũng tính câu này được mà Câu 37, hỗn hợp M là X và T Không em, đề này đề gốc Thầy nhận được file từ thầy cô trong trường Nguyễn Khuyến gửi cho thầy mà Cho nên câu này, đề này thầy, thầy đâu có phải gõ lại đâu Đề này là của thầy cô trong trường Nguyễn Khuyến đề gốc á Đề không sai đâu nha các em Câu 37 đề đúng á Mấy câu vận dụng cao này trường Nguyễn Khuyến ra ít sai lắm Trường Nguyễn Khuyến ra những câu rất là chất Không có sự sai mấy chỗ đó đâu Được chưa các em Câu 25 ổn không? Câu 25 thì cũng được đó chứ đúng không câu này nó hơi bị thiên vệ sinh một xíu rồi ok có 27 26 nè điện phân dung dịch NACL với điện cực trơ thu được natri tại catot điện phân dung dịch NACL điện cực trơ thu được natri tại catot vậy rồi dung dịch thì đâu thu được natri natri tác dụng với nước mất loại ha có thể dùng xe H2 làm mất tính cứng của nước cứng tạm thời nước cứng tạm thời thì có HCO3 đúng không HCO3 mà kết hợp với OH trừ trong xe H2 tạo thành là CO3 hay và nó kết tủa hết những cái canxi và những cái canxi và magie trong dung dịch nước cứng đúng không thì nó sẽ làm mất tính cứng tạm thời. Thì đáp án của mình là câu B đúng nha các em. Ở đây là dùng xe H2 vừa đủ. Câu này em làm rồi nhưng quên rồi. Câu C thạch cao nung có công thức là CaSO4, nung thì nó phải là một nước chứ đúng không? Câu C cũng sai luôn. Trong công nghiệp nhôm được sản xuất bằng cách điện phân nóng chảy đúng nè. Điều chế AlOH3 bằng cách cho AlCl3 tác dụng với dung dịch nó 3 đúng nè các em tại vì nếu mà dùng như dịch nào khác thì nó hòa tan mất cái thằng AL H3 mà mình cần điều chế cho nên đáp án của mình nó sẽ là câu B, D và E nha các em B, D và E đáp án mình nó là câu uh, câu D câu 27 là công thức của phân tử công thức phân tử của triolein C17H33COO 3 lần C3H5 đúng không Vậy là xe máy này 18 x 3 18 x 3 cộng 3 là C57 đúng không C57 H là 33 nhân 3 cộng 5 H 104 Rồi câu D nha các em Câu 28 nè Đốt cháy cái hỗn hợp này Đốt cháy cái hỗn hợp này nó là Zn Al và magie đúng không Rồi nguyên cái hỗn hợp này 2,15 g Đốt cháy tức là mình cộng với oxy để mình ra được cái hỗn hợp gồm ZNO AL2O3 Rồi magie đúng không Nguyên cái này thì mình sẽ tính được oxy rồi đó 3,43 Tại người ta nói là đốt trong oxy dư thì nó sẽ hoàn toàn chuyển thành là oxy. Sau đó cái oxy này mới cộng với HCl để mình tạo ra được là ZnCl2, AlCl3 và mgcl 2 Khi mà các em viết ra vậy các em sẽ nhìn thấy nè. Ở đây nè, bản chất của cái HCl vào á tức là nó sẽ gỡ những cái oxy này ra nè, nó thế bằng hai clo đúng không? Cho nên mình chỉ cần tính được oxy rồi mình nhân hai lên đó chính là số mol của HCl. Được chưa? NOC thì mình tính dễ dàng rồi, lấy hai cái này trên lệch mình trừ lại cho nhau. Bỏ toàn khối lượng đó mà. 3,43 trừ cho 2,15 chia cho 16 thì mình sẽ được là 0,08 mol oxy đó từ đây mình suy được số mol HCl của mình nó chính là 0,16 đúng chưa, từ đây mình chia cho 0,5 m thì mình sẽ được V của mình nó bằng là 0,32 lít đúng không đáp án của mình nó sẽ là câu C hôm nay thầy chữa full không ạ à? để để xem nếu kịp chờ thì mình sẽ sửa full Mà nếu không thì mình sẽ cắt ra làm hai cái thường đề Nguyễn Khuyến hơi dài, nhưng mà cố gắng sửa cho nó xong một trong một video đi. Rồi, bắt đầu tiếp nha các em. Câu 29 nè, người ta cho hỗn hợp rắn ít gồm các chất có cùng số mol thôi mình cứ chuyển về số mol BA, OH2, BAO nè. NaHSO4 với lại là FeCO3. Rồi mình cho số mol Một mol hết nha các em. Lọc lấy kết tủa nung ngoài không khí vậy đầu tiên mình vào trong nước đi. Mình sẽ ra được là BAOH ha. À, na NaHSO4 chứ nè, mình cứ viết từ từ chứ nữa nha. FeCO3 thì ở đây 1 mol, một mol, 1 mol. Hai hàng này là axit bazơ tương tác với nhau rất là mạnh ha. Nó phải ứng liền với nhau tạo thành là BaO4. Thì các em nhìn thấy BaO4 cùng số mol này có tổ hết luôn á. FeCO3 vẫn nằm đó đi. Rồi. Còn lại một natri, một 1 oh, một SO4 cũng hết luôn rồi. Vậy còn một natri với một OH trừ thôi thì thành NaOH. Đúng chưa? Thì dung dịch của mình đó là NaOH và hai này chính là hai lần kết tủa đây. Hai lần kết tủa này khi mà nung ngoài không khí đến khối lượng không đổi thì mình sẽ ra được là BaCO3, BaSO4 và Fe2O3 đúng không? Vậy đáp án của mình nó là câu C, 29C. Có bạn nào thắc mắc câu nào trong tới câu 29 không? Tới 29 còn câu này còn có nào, câu nào thắc mắc không? Mình giải quyết xong cái trang nào đó cho xong đi, mình nhảy qua trang tiếp theo. Chứ đừng có qua trang tiếp theo xong mình phải lật ngược trở về nữa. Được chưa, được chưa. Bạn nào thắc mắc gì thì comment hết không thắc mắc không thắc mắc thì cũng biết là uh, xong rồi hay là sao đó để, để thầy biết được là còn còn đa phần các em hiểu hết chưa để mình biết giải quyết cho xong ha ngày mai thì sẽ đăng cái đề số 16 trong group khóa luyện đề ha mình sẽ luyện đề số 16 rồi mình sẽ quay trở lại trong group hôm nay đề 15 thì thích mấy cái số chia cho năm á trên livestream bên ngoài một đề đi lâu lâu mình cũng livestream bên ngoài một đề đề cho nó đông được đúng không ngày mai ngày đề 16 thì mình lại tiếp tục quay trở lại trong group hả có 30 nè 30 người ta cho tổng hòa tan rồi đây là một kiểu một câu về đọc hiểu rồi <laughs> giống như kiểu đề đánh giá năng lực vậy đó người ta cho tổng khối tổng chất rắn hòa tan là một đơn vị đo hàm lượng của hợp chất vô cơ hữu cơ rồi tức là tổng khối lượng đó. ngoài ra xe 4 vượt quốc cho phép có đem một số hạt ion rồi để xử lý mẫu nước này người ta dùng bốn phương pháp Nói nôm na là mình chỉ cần quan trọng nhìn cái chỗ nôm na thôi nè là tổng lượng cation trong mẫu nước đây là chính là câu câu quan trọng nhất cả bài hôm nay nè đây tds là tổng lượng cation và anion trong một mẫu nước rồi vậy đi đầu tiên để xử lý mẫu nước này khử cái phần này dùng bốn phương pháp phương pháp không làm giảm số lượng cation về số lượng nha các em chứ không phải khối lượng về số lượng thôi đầu tiên đầu tiên là chân cất là thì cái phần nước nó sẽ bay hơi lên phần nào không phải nước nó sẽ nằm bên dưới đúng không đúng không vậy thì nhưng mà những chất hữu cơ cũng có thể bay hơi theo nước lên cho nên phương pháp một thì mình sẽ loại được đa phần hợp chất vô cơ hết rồi đó. đúng không con số 1 là đa phần mình đã loại những cái hợp chất vô cơ tan trong nước nó nằm ở dưới hết rồi đó, thành dạng muối hết rồi chỉ có cái phần mà nó hữu cơ mà nó nhẹ quá nó mới bay hơi lên chung với nước thôi cho nên chân cất là mình đã làm giảm mất cái lượng cation rất là nhiều luôn á đúng không vậy thì câu số 1 là loại nè thẩm thấu ngược tức là cái đường hình chung như thế này là có một cái tấm màng. Rất là nhiều cation điện tích dương, điện tích âm qua đây. Và nước nữa đúng không? Nhưng mà đi qua bên tấm màng này thì điện tích dương, điện tích âm nó không có chui qua được bên cái lỗ của cái lớp lớp lọc RO. Thì lúc đó nước nó sẽ đi qua thôi, còn phần còn lại thì điện tích dương, điện tích âm nó sẽ bị giữ lại trên cái những cái lỗ trên cái tấm màng đó, được không? Vậy thì lúc này thì đó là phương pháp thẩm thấu ngược, thôi. lúc đó thì nó sẽ màng lọc RO chỉ cho nước đi qua nè, đúng không? Ta nói là chỉ cho nước đi qua nè tức là nước nó sẽ đi qua thôi thì toàn bộ cation anion bị giữ lại hết vậy thì này nó làm mất toàn bộ tính cứng luôn á mất toàn bộ cái những cation trong nước luôn á cho nên thẩm đấu ngược của mình nó là phát biểu này là không làm giảm số lượng là sai ha nó có làm giảm làm giảm hoàn toàn cái số lượng luôn á nước rồi ô là cái nước mà nó mất hết toàn bộ những cái những cái ion trong dung dịch ha rồi trao đổi ion nè trao đổi ion tức là dùng nhựa giữ cation lại mà trả lại anion trả lại ion Na cộng. Tức là ví dụ như là một canxi đi vào, một canxi hai cộng bị giữ lại trong bình, nó bị giữ lại trong cái lớp nhựa gel này, thì natri người ta sẽ trả lại hai cái Na cộng cho nó, cho nó bù điện tích trong dung dịch, mình đã học rồi, bảo toàn điện tích mà, trong dung, trong một dung dịch thì điện tích nó sẽ, nó sẽ luôn bảo toàn, điện tích dương bằng điện tích âm, đúng không? Vậy thì lúc này thì lượng cation không làm giảm mà thậm chí nó còn làm tăng nữa, đúng không? tại vì canh một canxi si giữ lại mà được trả lại tới hai natri lận không làm thậm chí là nó chỉ làm cái nhựa trao đổi ion này nó chỉ làm giảm những cái cation lớn thôi còn na cộng thì còn na cộng và ca cộng nó có thể trả lại đúng không vậy lúc này thì cation nó sẽ tăng lên nữa vậy ý số 3 là có đúng nè và vậy đúng rồi vậy đáp án mình nói là câu d thôi còn câu số 4 nè giữ cation h cộng cation và trả lại h cộng đúng không được nè sau đó giữ adenon và trả lại h OH trừ Vậy sau khi trả lại xong thì H cộng H trừ tác dụng với nhau tạo thành nước mất là cũng mất luôn cả điện tích dương và điện tích âm đó luôn vì là ý số 4 sẽ làm giảm số lượng cả cation và anion trong mẫu nước cứng được chưa vậy thì câu số 4 của mình nó sẽ là câu sai luôn vậy đáp án mình nó phải là câu dê được chưa câu này nó hơi bị mang tính đọc hiểu một chút nhớ ở đây thì người ta cho là dùng nhựa trao đổi với ông mà người ta nói trao đổi nó phải là lấy mất luôn đâu một canxi hay cộng đi vào để bù được điện tích nó sẽ trả lại tới hai natri. Vậy tức là suy được sẽ làm cho khối lượng, tổng số lượng cation trong mẫu nước cứng nó sẽ tăng lên chứ không phải giảm nữa. Rồi. Câu 31 nè, một hợp chất hữu cơ. Như thế này người ta cho là tác dụng với NaOH thì thu được một khí làm xanh giấy quỳ tím ẩm. Làm xanh giấy quỳ tím ẩm thì mình sẽ chọn là uh, làm xanh giấy quỳ tím ẩm rồi cô kẹn được mời em rắn khen vậy tức là mình sẽ vẽ công thức cấu tạo ra đã. Cái công thức C3H10NO4 này nè người ta cho là thu được tới thu được một khí thôi. Rồi thu được một khí. Mà dung dịch X không tham gia phản tráng bạc tức là không thể nào là HCO được. Vậy thì mình sẽ viết là à hai chất đi ha, muối hai chức đi. NH4 vậy đây NH3 CH3 đúng không? À mà như vậy không được. Như vậy người ta lại người ta cho là một khí thôi, như vậy sẽ sinh ra hai khí mất. Thì lúc này mình bôi luôn một bên đi mình dồn carbon vào giữa thì mình sẽ được là CH2 chỗ này nh 4 chỗ này vậy thì uh, Mg gam chất rắn khang của mình nó chính là CH2 CO đúng không sau khi tác dụng với nào hát CO rồi và hai cái nh 3 bay lên và nước đúng không đó đây nó sẽ cộng với hai nào nè đó vậy thì rắn khang của mình Mg gam rắn khang chính là cái này đây đúng không tính được nó nhanh không ở đây ta cho là 0,12 mol thì đem qua đây 0,12 thôi. 0,12 này nhân cho 134 cộng với 14 là nhân 148. Nhân với 0,12 này mình sẽ được là 17,76. 17,76 là đáp án của mình nó là câu D ha. Câu này nó cũng đơn giản. Thầy nói là ý 1,2 đi ạ. À. Trên này hả? Ủa quá trình chân cất bình thường mà em. Chân cất này hình như hình như là lớp mấy ta? Hình như bên vật lý có học đúng không ta? quên rồi thầy quên lớp mấy rồi tức là chân cất là đun nóng cho hơi nước nó bay hơi lên thôi và người ta hứng cái phần phần hơi nước xuống dưới thành chất lỏng thôi đó là quá trình chân cất thì lúc đó thì toàn bộ những cation trong nước nó sẽ bay mất không tích đúng không lúc đó thì nó sẽ coi như là nó làm giảm lượng cation rồi cho nên không chọn được đề bài hỏi là không làm giảm mà đúng không mà cái ý một nó làm giảm nhưng mình không chọn ý một được ý hai cũng tương tự ha ý hai thì cation và anion nó bị giữ lại bên cái màng lọc bên kia chỉ có nước đi qua được cái màng lọc đó thôi và là mất hoàn toàn cation và anion luôn, được chưa? Mà là mất hoàn toàn thì đâu có đâu có đúng với phương pháp không làm giảm đâu. Được chưa? Cho nên ý số 2 của mình là ý sai luôn. Lớp 8 hả? À đúng rồi, lớp 8 đúng không? Thì nhớ là lớp mấy thôi chứ không không nhớ. Nhớ là bên vật lý á. Học chuyên cấp lớp 8 đúng không? Quên thì mở lại sách lớp 8 đọc nha, câu số 32 nè. Bây giờ tiếp tục tới câu 32 nè, một câu về muối cácbonat đúng không? Rồi bây giờ người ta cho là 16 gam hỗn hợp gồm cả CaCO3 và KHCO3. Cho vào HCl dư, HCl dư ha. Và thu được khí CO2. Khí CO2 hấp thụ hết vào trong dung dịch chứa Ca, sau đó cái CO2 này nè, người ta mới cho tác dụng với dung dịch uh, NaOH, bh 2 được chưa? Đây, như thế này. Người ta cho tác dụng với NaOH là 0, mấy đúng không? BaH2 là 0,03 rồi tiếp tục uh, BACL2 BACL2 thì là 0,01 sau phải kết thúc rồi thu được m gam kết tủa m gam kết tủa của mình nó chính là baco 3 rồi chứ đâu còn gì kết tủa nữa đâu đúng không dung dịch của mình thì gì chưa biết nhưng mà tính m này rồi thực ra thì mình nhìn đây nè câu này thực ra nó chỉ là một cái điểm đặc biệt thôi hai thằng này nè nó có cùng một cái phân tử khối đúng không M của nó luôn luôn là 100 nó cái này là 39 cộng 1 là 40 rồi nè, đúng không? Nó giống như phía trên 40 cộng 60 đó. Nó là 100 hết. Vậy từ đây mình suy ra được NCO2 của mình nó là như mình số mol tổng của cả cái hai này nó chính là bằng 0,16 mà hai này đều sinh ra được một cái CO2 cho nên CO2 nó bằng đúng 0.16 luôn. Được chưa? Vậy thì ở đây mình xét cái tỷ lệ OH trừ trên CO2 thôi, OH trừ trên CO2 xem cái nó nằm từ đâu tới đâu. OH uh -trừ, trừ chia OH uh trừ của mình nó là 0.15 cộng 0.03 nhân 2 là 0.21 0.21 chia 0.16 thì mình sẽ được là 1.3 mấy Nếu như nó sẽ nằm từ từ 1 tới 2 Nằm từ 1 tới 2 tức là tạo 2 muối mà tạo 2 muối rồi thì mình sẽ suy nghĩ được số mol CO3 2 trừ nó sẽ bằng OH uh trừ trừ CO2 ha OH uh trừ là 0.21 trừ CO2 là 0.16 thì mình còn lại 0.05 CO3 2 trừ hình thành đang là 0.05 mà BA2+ nằm trong dung dịch nó chỉ có 0.04 thôi. Cho nên mình suy ra được BACO3 nó là 0.04 và M 0.04 và M của mình bằng 0.04 nhân với 197 mình sẽ được là 7.88. 7.88 đáp án mình nó sẽ là câu câu A nha các em. Nhớ là mình phải có một cái bước so sánh lại giữa CO3 với lại là Paris Nếu mà các em lấy nhầm cái 0.05 đem qua luôn thì sai nha các em. Ok hết rồi đúng không? Xong 32 này nha. Vậy chắc kịp á. Chưa 11, chưa 10 giờ rưỡi đâu mà chắc là mình kịp hết đề này á. Rồi câu 33 nè. Một câu là người ta cho tác dụng cái chất T này tác dụng với cao H tỷ lệ 13 này các em thấy không? 0,1 so với 0.3 Tỷ lệ 13. este mà phản ứng tỷ lệ 13 mà đây chỉ có một nhóm chức este thôi. À mà tối thiểu nữa. Ồ được rồi, vậy mình vẽ cái gốc nhỏ nhất có thể thôi gốc nhỏ nhất của axit nó chính là HCO cái gốc R có điều kiện gì không Ai đây nè G R là gốc hydro carbon tức là chứa hydro và carbon ha. vậy không được quyền là CH3 rồi không phải được quyền là CH rồi mà phải là CH3 thôi ha bắt buộc nó phải là một cái hydro carbon có hydro và có carbon trong đó rồi sau đó thì um, tác dụng đây là cái 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 gốc ít của mình đó. gốc ít đoạn sau á thì nó phải là cái gì mà tác dụng với tỷ lệ một ba được thơm nữa nè thơm tức là phải có vòng benzene rồi c6h4 vậy đây là tác dụng tỷ lệ 1 2 rồi nè vậy là mình phải còn một cái đoạn sau tác dụng nữa vậy thì có thể là coh hoặc là oh nhưng mà đề bài người ta cho là tối thiểu thì mình dùng oh thôi tại vì oh này tác dụng thêm một nh nữa là đúng tỷ lệ 1 3 rồi đúng chưa vậy thì suy ra được số nguyên tử ở đây là mấy tổng số nguyên tử trong này nó là 4 nè. cộng 3 cộng 10 cộng 2 ha nó là 19 nguyên tử 19 nguyên tử nha cái đáp án mình nó là câu C em quên không so sánh nên ra đáp án b hả à quên không so sánh là dùng không năm này luôn đúng không là sai rồi đúng rồi nhớ so sánh lại trận đó ha sai nhiều lần cho nhớ câu số hai ba mươi ba rồi nha câu số ba mươi bốn nè đề này tụi em làm tầm bao nhiêu điểm thì ổn à ổn hay không là tùy điểm của em cần chứ ví dụ em cần mười điểm thì đề này dưới mười điểm là không ổn rồi tùy mục tiêu điểm của em nha đề này em đang làm ở nhà em phải hiểu là em đang làm ở nhà nó rất là thoải mái nó không phải như là em phải ngồi trong phòng thi mà giám thị đi qua đi lại giám thị đi qua đi lại em còn bị mất một số điểm nữa cho nên cho nên các em cứ làm mục tiêu 8 điểm thì đề này ít nhất em phải được 8 điểm à. mục tiêu em 9 điểm thì đề này ít nhất em phải được 9 điểm thì em mới ổn được chưa thực ra mình còn nhiều đề tiếp theo để mình chuẩn bị mà ủa hydrocarbon thì không tính H à đúng rồi em tính h thì đâu còn là gốc hydrocarbon nữa em nó là gốc hydrocarbon thì nó phải xuất phát từ một hydrocarbon đúng không thì nó đâu nên nào là h được nó nó phải bắt buộc nhỏ nhất phải là c 3 cái xe này định nghĩa gốc hydrocarbon nha trong bài trong bài đại cương đại cương hữu cơ học kỳ 2 của lớp 11 rồi có ba bốn nè người ta cho hỗn hợp t gồm ba chất có rượu uh, ancon robiolic nữa nè rồi người ta cho hỗn hợp t gồm 3 chất x và y 3 chất x y trong x y là hai amin hai amin ha amin x amin y đồng đẳng và có hai nhóm CH2 vậy đây là amin hai chức rồi không no nữa không no tức là có liên kết pi trong này đúng không kế tiếp nữa kế tiếp và không no không no và kế tiếp rồi và anh con Probilic là C3H7 3 h 7 oh đốt cháy hoàn toàn không 12 mol T thì cần dùng một lượng oxy cần dùng một lượng oxy là 0,725 thì thu được CO2 046 nước và N2 phần trăm khối lượng của ít có trong T phần trăm khối lượng của ít có trong T câu này chắc là mình phải bị đổi rồi đúng không chứ để nguyên thì khó làm lắm Các em nhìn đề bài nó chỉ cho mình có 3 dữ kiện thôi bắt buộc phải quy đổi rồi nghe bắt buộc phải quy đổi rồi ừ uhm. thôi để mình đổi màu con này lại đi để mình biết được cái nào của mình cái nào của đề đây là đề nha đề mình dùng màu xanh ha tùy các em nha rồi bây giờ mình dùng phần màu đỏ rồi mình trình bày cái phần của mình đây bây giờ mình sẽ cần là phần trăm khối lượng của ít trong t cho mình phải giải ra, ra cấu trúc đúng không amin không no amin không no thì tạo từ amin no trước đi amin no nhỏ nhất nó là C2H4NH2 hai lần đúng không thôi amin uh, amin hai chiếc nhỏ nhất luôn đi nó sẽ thành như thế này luôn đi hai gốc NH2 luôn đúng không rồi gắn thì những nhóm sẽ khai vào nữa và và tách ra liên kết pi nè tách ra liên kết pi và còn lại C3H7OH đúng không đó C3H7OH rồi bây giờ mình sẽ làm gì nữa đây đây tới bốn ẩn lần thì chắc là phải có một mối liên hệ giữa liên kết pi với hợp chất tại vì hai chất này là đồng đẳng mà hai chất ít đồng đẳng cho nên cho nên cái số mol này và số mol này nó sẽ gấp nhau n lần nè được không các đó vậy thì mình cứ đặt vào đây đi đặt ẩn vào đây a đi thì đây nó sẽ là a n đi được chưa thì lúc đó n có thể là một hai ba cái thứ mà thường là nó sẽ là một hai thôi một là hết lóc chắc là một b nè c nè những phương trình của mình nè Đầu tiên tổng số mol là A cộng C của mình nó là 012 Tổng CO2 đốt cháy nó chính là A cộng B cộng với 3C046 Rồi phương trình khó nhất là phương trình oxy thôi Oxy của mình thì cái này đốt cần mấy oxy Các em có thể viết ra ngoài nha, viết ra nháp bên ngoài c 2 h 2 hai lần Nó sẽ cháy ra được là một CO2 mấy nước đây Đây là số 2 nha các em ở đây là tới mấy hydro 2 cộng 4 là 6 hydro thì cần 3 ra 3 nước đúng không Vậy cần lượng oxy của mình nó là Nó là 5 oxy đúng không? 5 oxy Thấy chưa? Vậy là 5, 5A 3B, cái này 3B thì dễ rồi đúng không? cho nên mình dồn chữ A vào trong cho nó gần gần Này dễ dễ bấm máy hơn Trừ H2, vậy thì trừ cho A mol oxy cần đốt cháy nữa AN ha Cái H2 thì cần 1 oxy thôi để tạo thành nước thôi Vậy thì cần là AN, đúng AN mol thôi Còn C3H7 Còn C3H7OH thì đốt cháy thì sẽ tạo ra được là CO2 là 3 còn nước thì nó sẽ là Nước nó sẽ là 4 nước Bây giờ tổng oxy nó đang cần là nhiêu Đây là 6 cộng 4 là 10 Nhưng mà phải trừ một oxy này ra là 9 oxy ha 9 oxy 9 ha Cộng với 9C thì nó sẽ bằng 0.725 x 2 là 1.45 Rồi cái bấm máy rồi các em Lắp n vào đây Lắp n vào thường n bằng 1 nha các em Nếu n bằng 1 mình bấm con ra Rồi mình chuyển n bằng 2 Được chưa bấm vậy cho nó nhanh thật ra biện luận một hồi chắc cũng được đó. nếu mà các em biện luận theo liên kết pi một hồi cũng ra ép được n đó nhưng mà thôi đi thi trắc nghiệm mình cứ thử vào cho nó nhanh thời gian đâu trong phòng thi đâu mà biện luận nếu mà bạn nào rảnh thì các em sẽ làm lại từ từ ha còn bây giờ mình đang làm theo kiểu là đang trong phòng thi mà không phải không bảy ha a bằng không b bằng không phẩy 24 C 0,24 đẹp rồi nè C nó bằng 0,05 rồi đẹp rồi đó các em lắp lại thôi Vậy thì suy ra được nó sẽ chỉ có một liên kết pi thôi nha các em B bằng 0,24 rồi thì mình sẽ suy ra được C trung bình của X và Y bằng mấy Tổng số carbon trong X và Y chính là A cộng B là 0,07 cộng 0,24 là 0,31 chia cho tổng số mol là chia cho A là chia 0,07 là C trung bình bằng 4, 4. Vậy suy được hai cái amin này đó chính là một thằng là C4 một thằng C5 mà chứa một liên kết B, vậy là C4H bình thường nếu không chứa liên kết B, sẽ là C4H8 nhìn bớt xuống một liên kết B là C4H6 là H2 hai lần C5 bình thường sẽ là C5H10 nếu không có liên kết B, vậy giảm xuống là còn là C5H8 rồi các em lập lập hai ẩn vào đây thôi ít si y vào đây một phương trình là x cộng y ha x cộng y bằng tổng số mol là 0, mấy cộng y là tổng số mol là a còn lại 4 cộng 5 nó chính là tổng số carbon trong Xi SI, tính là A cộng B Được chưa Vậy đầu tiên này các em bấm máy nè các em 1 1 1 1 0.07 4 5 0.07 cộng 0.24 4 5 0.07 cộng 0.24 0.04 và 0.03 nha các em Đẹp rồi nè Người ta hỏi phần trăm khối lượng của X tức là cái amin nhỏ hơn đúng không Đây nè X của mình là cái amin nhỏ hơn thì phần trăm M của x bằng mấy bấm mấy lại thôi đầu tiên bấm tổng khối lượng T đã tổng khối lượng T thì đầu tiên là tính M ít M Y cái đã 12 x 4 cộng 6 cộng 14 x 2 16 x 2 chứ 86 86 cộng 14 hàng amin dưới là 100 ha này 60 này các em rồi 0,0 người ta hỏi là hàng nhỏ là 0,4 x 86 chia 0,4 x 86 cộng 0,03 x 100 cộng 0,05 x 60 mình sẽ ra được là khoảng 36, mấy 36,441 phần trăm đáp án mình nó sẽ là câu D nha kia câu D một câu tương đối cũng tương đối mất thời gian thôi chứ không khó lắm mà mình có thể chia trường hợp 1 pi 2 pi để mình làm mà thầy ơi liên kết pi là gì vậy à, giờ này hỏi câu đó nói em cái này em phải xem lại phần Excel rồi em sẽ phải lan xem là phần ST đầu tiên hoặc là phần đại cương hữu cơ của lớp 11 một. trong bài này quy đổi chính là trừ hero đi kết sẽ bằng trừ hero Phần này chắc không có nằm trong khóa học đúng không bạn quốc đầu năm tới giờ mình làm rất là nhiều phần đó rồi rồi có 35 nè có 35 thì tính C trung bình sao ạ à? C trung bình hả đây nè tổng kẹt bo nè lấy tổng kẹt bo có phải không tại vì ch2 này mình tách hoàn toàn từ amin nó không nằm trong cái ancon này mà đúng không mình lấy tổng carbon là a cộng b nè mình chia cho a thôi a chính là tổng số mol a cộng b chia a mình sẽ ra được c trung bình nha không linh hoạt lên linh hoạt lên đừng có áp dụng một cái công thức nào hết rồi có 3 35 nè, hãy tóm tắt đề bài nha. Người ta cho hỗn hợp T gồm axit palmitic C15H31 COOH, stearic C17H35 COOH, và chất béo ít đúng không chất béo ít cho m gam t tác dụng với nào h tác dụng với nào h dư thì thu được là 58,96 mươi tám chín mươi sáu gam hai muối hai muối của mình chắc chắn là stearic với uh, của ban rồi stearat á là ban á đầu tiên là ban trước nè với lại là stearat nè đúng chưa rồi tiếp theo người ta cho tác dụng với oxy đốt cháy đó mà 5,1 vừa đủ thì thu được là CO2 là 3,56 với này là nước nước thì không cho ôi nhìn thấy ngay ba ẩn ba phương trình rồi các em nhìn thấy không em có thấy chưa ba ẩn ba phương trình nè thực ra chỗ này nè một phương trình là hai phương trình ba phương trình đầy đủ mà chỗ này chỉ cần ba phương trình thôi câu này dễ câu này là chất béo ít nó là cái gì chất béo ít nó tạo ra được hai cái muối này đúng không tại vì cuối cùng nó chỉ có thu được hai muối này thôi chứ không có muối thứ ba cho nên mình suy ra được chất béo ít nó cũng là những chất béo no tạo thành từ những cái gốc này đúng không? Thì các em có nhiều kiểu quy đổi nha, có thể quy đổi về HCOH, HCO 3 lần c 3 h và những nhóm C2, ờ ừ, quy đổi gì đi cho dễ. Được. Tất cả axit thì mình quy đổi về HCOH và những nhóm C2. Được chưa? Tất cả chất béo thì mình quy đổi về HCO 3 lần c 3 h và những nhóm C2. Rồi vậy đó. Sử dụng ba ba phương trình được rồi đó các em vậy thì chất cái cái chất béo mình cái hỗn hợp ban đầu mình quy đổi như vậy thì cái chất sau mình cũng quy đổi về HCO Na và những nhóm C2 luôn được chưa đặt 3 ở vào ở đây nha các em A, B, C vì này nó chính là A cộng 3B còn này nó chính là C đúng chưa rồi ba ẩn vào phương trình nha các em phương trình đầu tiên là 68 nhân với A cộng 3B cộng 14C cái này chắc lớp on làm được hết đúng không mình làm rất là nhiều dạng bài chất béo dịch khó hơn như vậy rất là nhiều rồi tiếp theo là tổng carbon sau khi đốt cháy nè nó là 3,56 vậy tương ứng với là nhiêu A cộng với 3 A cộng với 6B A cộng 6B cộng C là bằng 3,56 với một phương trình oxy đốt cháy nữa cái hợp chất này khi cháy thì chỉ có hai cái hai bên cháy thôi CO2 thì cái đoạn CO ở giữa thì không cháy nữa tiêu tốn đúng một nguyên tử oxy còn chất này mình gỡ COO ra thì nó sẽ còn là C3H8 đúng không? Gỡ ra thì còn được C3H8. C3H8 thì cần tiêu tốn như 3 x 2 là 6 6 cộng 4 là 10 nguyên tử oxy 10B 3C thì nó chính là tổng nguyên tử oxy là 10,2 Thì đây tính được ABC nha các em Đó bấm nhanh mà Cái chỗ phương trình đốt cháy thì thầy nhẩm hơi nhanh nha Bạn nào không kịp thì các em tua lại nha 68 68 x 3 14 58,96 161 3,56 113 10, 10,2 0,08 Số này mình ra 0.08 nè 0.04 nè Và 3,24 đúng chưa Người ta hỏi khối lượng của x trong t Khối lượng của ít, Ồ vậy là mình phải tính ra Tính cho ra cái x của mình nó là cái gì đúng không Rồi bây giờ vấn đề mình ráp lại sao nè Mình giải được tới đây rồi Ừ đúng rồi những câu như thế này em dùng hay dùng quy đổi được á Mà không phải lúc nào quy đổi cũng tốt Giống như vậy nè Thì lỡ quy đổi vậy rồi Thì lát nữa ráp lại nó rất là khó tại vì khi mà ráp lại á, nó sẽ mình phải bắt bắt buộc phải giải cho ra số mol của từng cái này đúng không chất béo của mình ra mấy mol nè à? chất béo mình tính theo là không bốn mol đúng không hai này là 0 không uhm, từ đây thì chỉ có một chất béo thôi mình tính số mol chất béo được không tôi tính tính cái tính cái gốc C2 để mình tính ra coi bao nhiêu gốc nè bây giờ mình tính ra được coi có bao nhiêu gốc C15H31 đúng ngon C15H31 là bao nhiêu gốc C17H31 là bao nhiêu gốc 35 chứ 35 là bao nhiêu gốc Nhờ tính số gốc này đi Tổng số mol gốc này nó chính là 0,08 cộng 0,04 x 2 ha Nhờ tính đặt xy vào nha các em Hay ở ngay phương trình nè xy vào đây nha các em X cộng y 11 0,04 cộng 0,08 x 3 Tổng carbon trong gốc này Là tính cái phần phía ngoài Không tính CO nha các em 15C

bây giờ các em nhìn đi chất béo khi mà các em có được cái này là 0,8 rồi á chất béo này là 0,4 mol nữa mà chất béo ít nó nếu mà bây giờ em cho hai gốc c15h31 đi đúng không khi mà mình ráp thành chất béo ít nếu mà chất béo ít nó có chứa hai gốc banvitat á thì dưới này nó sẽ mất nó sẽ mất hết luôn đúng không tại vì nó dùng nhân 2 lên là 0,8 mol muối banvitat này nó nằm hoàn toàn từ ít Vậy thì làm gì có cái banvitat phía trên này banvitic phía trên này đúng không cho suy ra được chất béo ít của mình đó, nó phải có dạng này chất béo ít của mình nó phải có dạng là có một góc thôi có một góc này thôi nhưng mà lại có hai góc C17 được chưa Ở vậy cũng hay đó chứ tính đâu con này dễ thực ra đoạn cuối nó cũng nó cũng khó đó chứ thì tưởng đoạn câu này dễ rồi vậy là nó xin C35 chỗ này đó em bấm tổng khối lượng của này lại nha là sao người ta hỏi khối lượng của 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 ít mà em ơi, ít bằng mấy một góc 38 thì nó sẽ là 12 x 15 cộng 31 cộng 44 12 x 17 cộng 35 cộng 44 nhân 2 cộng 41 862 nhân với số mol của nó là 0,04 bằng em sẽ ra được là 34.48 nha các em 34,48 ra đáp án mình nó là câu A cái đoạn đáp lại mới là đoạn khó còn đoạn trước đó thì đã dễ ha này trước đó thì nó giống mấy bài thông thường rồi, cái đoạn sau thì nó hơi đặc biệt một chút, bắt buộc mình phải tìm ra phần chất béo. Thực ra thì cũng có đề thi năm ngoái cho rồi đó. Cũng đã có đề thi năm ngoái cho dạng này rồi. Hình như đề bộ luôn hay gì á, mình nhớ nhớ hình như đề bộ cũng cho rác kiểu kiểu vậy nè. 35 nhanh trí lấy đáp án chia ra số mol nào đẹp thì chọn. Chưa chắc nha em. Lỡ nó cho hai cái cùng số mol đẹp là sao? Thôi 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 đừng đừng có chơi kiểu đó mình cứ tính bình thường thì đang học mà nào đi thi mình hãy dùng mẹo còn bây giờ mình cứ đang học mà còn năm câu nha các em còn năm câu qua hết được chưa hai câu này hơi khó nha ba bốn ba năm là hai câu hữu cơ hơi bị khó hơi hơi thôi chưa phải là khó nhất khó nhất đề này chắc là câu st thường thì giải mấy đề nguyễn khuý mấy câu st khó lắm ba bốn ba năm được chưa ba bốn ba năm được hết không Thì lùi phương trình này ra cho bạn nào vào sau xem được à bị ướt à 102 nha đây 10,2 rồi phương trình số 3 đó, được hết đúng không ok phương với thuận hoàng nè được hết đâu mấy bạn khác được hết đâu câu này khó ở chỗ mình đoạn ghép ghép cái ra cái tri lý series nó là cái gì đó còn cái đoạn xử lý thì quy đổi thôi mà quen quá rồi được đúng không? Qua nha các em câu số 30 36 đây. 35 rồi đó. 36 thì um, hơi khó đúng không? Nhìn thấy có vẻ như là nó nó hỗn hợp của nhiều thứ thôi cứ mình cứ viết phương trình ra đi, viết sơ đồ ra đi. Ở đây thì người ta không quan trọng cation kim loại thôi mình viết chung là cation thôi. Cation. Quan trọng là cái CO3 với HCO3 đó đúng không? Rồi vào trong tác dụng với H2SO4 đề bài cho là một mol thì thu được khí CO2 thoát ra khí CO2 thoát ra là 1,4 rồi cô cạn A tức là dung dịch sau thì được 13 133 gram rắn rắn này nó chính là cation ban đầu giữ nguyên rồi đúng không cation ban đầu giữ nguyên cation tức là điện tích dương đó nha các em SO4 2 trừ đúng không vậy tổng hàm lượng phần trăm các muối carbonate trong A các muối carbonate trong A A đâu của A đâu Tổng hàm lượng phần trăm của các muối carbonate trong hỗn hợp A lúc đầu Hỗn hợp ít lúc đầu chứ Đúng không? Đề nó bị đề hơi sai xíu ha Hỗn hợp ít lúc đầu Còn A nó là dung dịch sau phản ứng mà Rồi bây giờ mình sẽ tính Nhìn thấy có vẻ như bảo toàn khối lượng được đó các em Tính nước được không? À khoan đi thôi tính vậy cho nó nhanh nè Bảo toàn khối lượng thì cũng được nha các em thôi làm vậy cho nó nhanh nè mình đặt xy vào đây thì bảo uh, toàn carbon đi x cộng y nó bằng co2 1,4 bảo toàn h cộng x thì cần 2 h cộng y thì cần 1 h cộng tổng h cộng là 2 tính được xy nha các em x nó bằng 0,6 và y của mình nó bằng 0,8 đúng không nhẩm được mà từ đây thì mình của uh... nhanh vậy ha xong vậy ha người ta hỏi mình phần trăm khối lượng của các muối carbonate ban đầu À tức là mình phải trừ cái thằng này ra Người ta hỏi cái này nè Hỏi tổng khối lượng carbonate này đây Ok Đây Nhiều phải tính là được HCO3 có rồi đúng không Vậy nên nó là 0,4 chia 2 xuống Bỏ toàn gốc HCO3 Vậy thì bây giờ vấn đề là mình phải cần tính khối lượng tổng thôi Khối lượng tổng thì mình phải dựa vào khối lượng cation này Mà SO4 có rồi thì từ cái 13 gam này mình biết 133 này mình trừ khối lượng của gốc SO4 ra Là trừ 96 133 trừ 96 xuống thì này nó là 37 g Đúng chưa vậy này nó cũng sẽ là 37 g và mình cộng hết cái này lại mình sẽ được khối lượng m khối lượng hộp X bằng mấy gam ha tổng khối lượng X ban đầu nó là 37 cộng 0,6 x 60 cộng 0,8 x 61 mình sẽ được là 121,8 gam mẫu hộp X trừ cho khối lượng của gốc của cái man nhê HCO3 này trừ cho 0,4 x 24 cộng 61 x 2 mình sẽ được là 36 63 chứ 63,4 gam Người ta hỏi phần trăm khối lượng Vậy mình chia cho 121,8 Tức là phần trăm nó khoảng 52, mấy Phần trăm khối lượng Của muối kẹp bô nát Kẹp bô Thì nó chính là bằng 52,0525 Phần trăm Rồi Câu C đúng không 36C Câu này nó sẽ hơi trừu tượng một xíu đó. Mình không tính nó được từng cái từng cái kim loại nhưng mà mình tính được tổng kim loại đúng không và sau đó mình trừ cái thằng magie HCO3 dựa theo cái HCO3 rồi mình sẽ được cái cái muối CO3 ha được á câu này được hết chứ nó sẽ hơi hơi khó một xíu mà nếu mà bạn nào bắt đầu ngồi viết quy trình ra thì nó sẽ thấy nó rối còn nếu mình viết sơ đồ như thế này mình sẽ quan sát nó sẽ dễ hơn câu 36 đó rồi tới câu khó nhất đề đây thì đoán là câu này khó nhất đề đây Bây giờ người ta cho là đốt cháy hoàn toàn A gam hỗn hợp M. Nhưng mà sau đó lấy 13, ở à, lấy cái đoạn 13,8 trước đúng không? 13,8 M. M này của mình gồm là axit ít không no có hai liên kết pi. Axit ít không no. Axit ít không no. Quy đổi đi ha, axit ít không no. mày nó là C2H3 COH. Rồi, y là axit no đơn chức axit NO đơn chức HCO Đây là Y đây Z là anh con NO hai chức C2H4OH2 Và T là este của XYZ Nhìn để nối vào đây luôn C2H3COO luôn Đúng chưa? Đây là T đây Và mình đâu có biết được chắc là mấy này đâu Cho nên mình sẽ viết thành CH2 Mình sẽ quy đổi nó thành là có thêm những nhóm CH2 nữa Rồi Đốt cháy hoàn toàn A-gam hỗn hợp M gồm X và T Đốt cháy agam thôi agam một m, m thì đốt cháy trong khí oxy thì thu được là co2 và nước trong đó oxy nó là co2 nó là 0,1 nước là 0,07 rồi 0,07 sau đó thì 13,8 gam m này người ta cho tác dụng với nao h rồi tác dụng với nao h cô cạn dịch thì được hỗn hợp muối khen b hỗn hợp muối hỗn hợp muối p đốt cháy hoàn toàn p đốt cháy hoàn toàn p cộng oxy thì thu được là Na2CO3 cộng với CO2 cộng với nước trong đó thì nước của mình nó là 027 CO2 của mình là 038 39 chứ rồi hết rồi vì là còn ăn phía sau thôi ăn Z và nước nữa để đây biết đâu mình bỏ tội cái lượng rồi hết rồi đó kia đề bài chỉ cho vậy thôi <laughs> dựa vào sao đây bây giờ câu này thì mình đề bài chỉ cho vậy thôi người ta hỏi mình là phải tính cho ra mấy hàng ban đầu bây giờ mình sẽ chuyển thành muối đi muối này mình cũng quy đổi luôn nó cũng sẽ là C2H3CO na na và CH2 đúng không thì các em nhìn thấy hai cái này là khi đốt cháy thì CO2 và nước nó bằng không đúng không hai và nước nó bằng chênh lệch CO2 và nước bằng không vậy thì cái chênh lệch CO2 và nước này nè không phải mấy đây 0,12 đúng không? 0,12 12 này hoàn toàn cái này gây ra. Hình này có k bằng 2 mà. Này có k bằng 2 cho nên suy được CO2 mà nước bằng đó lại gây ra nha. Bạn nào chưa rành cái đó thì xem lại cái ST nâng cao phần 1 trong khóa học mình học rồi đó. Mình lấy CO2 trừ nước là 0,12 này mình mình trừ cho mình mình nó sẽ là chính số mol này luôn tại vì nó là k bằng 2 mà. K trừ 1 nhân số mol của chất bằng CO2 trừ nước. Vậy nó sẽ là 0,12 mol đây luôn, được chưa? Rồi mới được cái đó thôi. mà các em để ý nè hỗn hợp ban đầu thì hai cái chất này nó đều có chứa là một gốc CH3COH một gốc ch 2 h 3 đó đúng không một cái gốc không no mà tổng số mol muối không no là không vậy tổng số mol m nó cũng sẽ là không 12 mình cố tình đó, nữa làm sao mình ép được xuống đây được nè ép xuống hai quá trình này là với nhau nè trên tỷ lệ CO2 và nước một phương trình khối lượng một phương trình tỷ lệ CO2 và nước ở được cái đó bạn vào phương trình thôi các em ABC và có phương trình phương trình đầu tiên là tổng số mol của nó là A cộng B là 012 tỷ lệ CO2 và nước CO2 của nó là 3A cộng với mấy 3 cộng mấy B đây 1 cộng 3 cộng 2 là 6B cộng C chia tổng nước nước của mình nó là 2A mấy B 8B tức là 4, 4 nước 8 hydro thì nó là 4 nước với lại C mol nước nữa là tỷ lệ CO2 và nước đó là 0,1 trên tổng số 0,07. Nó thêm một phương trình nữa thôi, tổng số mol. Tổng khối lượng 72A cộng 72A cộng với mấy đây? 45 cộng với 71 cộng 28 144 B cộng 14 C nó sẽ bằng là 13,8 tại đây tính được ABC rồi đó các em bà ấn vào phương trình thôi mà bấm bấm hơi dài chút bà ấn vào phương trình 110 0,12 3 x 0,07 0,1 x 2 6 x 0,07 trừ 0,1 x 4 0,07 trừ 0,1 0 72 144 14 13,8 006 006 Rồi đẹp hết rồi 006 luôn Vấn đề là đáp vào đâu nè Bây giờ các em nhìn nè, vì đây nó là 006 rồi Thôi à, mình bôi luôn đi nha các em, bôi luôn đi nha, mình tính ra rồi mà Mình tính ra được đây là 006 nè, 006 Đây 006 luôn rồi Thì ráp, nếu mà các em ráp vào đây nè Thì các em sẽ thấy một cái Một cái bất lợi liền, nếu mà em ráp vào đó thành c 3 năm 5 COH á Thì dưới này nó lại gốc khác à, đúng không, vậy đâu được Vậy mình không thể nào ráp vào đó Vậy thì mình ráp vào đâu đây Nếu mình ráp vào đây được không Được đúng không, nhờ vậy thì mình phải tính là cái đoạn sau cái đã tính tính là xe hai chỗ này bằng mấy nè thì mình phải có được HCO na nó là 0,06 theo phương trình ở trên theo cái mình vừa mới tính được rồi rồi bắt đầu cái tối carbon qua đây thôi lấy tổng carbon là 0,39 nè à. trừ cho 0,12 nhân 3 trừ 0,06 trừ 0,12 nhân x... à không còn thiếu na 2 CO3 nữa chứ mình phải tính là 2 CO3 trước na 2 CO3 nó là 0,06 cộng 0,06 nhân 2 Vậy là tổng nào hát của mình đó là 0,18 nè Chia 2 xuống này 2CO3 là 0,09 Sau đó mình mới dùng bỏ tổng nguyên tố carbon nha 0,39 cộng 0,09 0,12 x 3 trừ 0,06 Thì nó còn lại 0,06 ở đây Rồi Vậy là hoàn toàn 0,06 Trong CH2 này nè Mình vừa mới tính được 0,06 Nó nằm hoàn toàn trong muối hết Được chưa Vậy suy được anh con nó không có đáp vào đâu nữa Vậy thì CH2 này nó đáp vào trong cái nhóm HCO này đây Được chưa Vậy thì hợp chất của mình nó chính là CH3 Được chưa Thôi mình bôi luôn nha Tới đây mình bôi luôn cái CH2 nè Mình ráp lên trên luôn Mình ráp lên đây nó thành là CH3 nè Đúng chưa? Rồi Vậy là hỗn hợp M của mình gồm hai chất này nha Người ta hỏi phần trăm khối lượng của T T chính là cái hỗn hợp este Phần trăm M của T tính là cái este này đây à, 59 cộng với 71 cộng với 28 Rồi 158 nhân 0 06 nhân 100 chia 13,8 Vậy nó là khoảng 68,696 phần trăm câu C nha các em 37 là câu C kịp không Câu 37 có 7 mình làm phải tốc độ xíu tại vì mình quen rồi cái dạng này đã từng làm trong khóa nâng cao rồi mà dạng này hình như là trong cái phần số 4 ST phần số 4 thì nhớ nhớ vậy giống giống thôi chứ không phải là số y chang số câu này có đổi á câu này mình đã từng làm trong khóa nâng cao rồi phải nhớ là cái này hình như trùng với một cái ý tưởng của một câu nào đó trong năm 2020 năm ngoái được chưa các em hiểu hết câu này chưa bạn nào không hiểu thì nói nha để mình qua trang tiếp theo câu 37 rồi bạn sau uh, câu 38 cũng hơi khó nè 39 là câu đọc hiểu chắc dễ à nó có 40 sơ đồ phản ứng thì chắc là khó hơn xíu ồ trời câu 40 nó tới uh, quá trời carbon luôn nè mà chắc là phương trình đốt cháy chất béo rồi nó mới nó mới nhiều 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 nhiều, nhiều carbon nhiều hero như vậy không chơi là có ba bảy được chưa? để mình qua trang tiếp theo nè được đúng không ừ. có bạn nào thắc mắc thì comment nha thì chẳng qua là quy đổi sau đó mình ráp sẽ khai thôi mà dạng này nó cũng dễ mà giống dạng ba đúng không giống dạng giống phần 3 st nâng cao và phần 4 đúng không? phần 3 và phần 4 này nhớ vậy đó có gì mở xem lại nha mà nào thấy mà thấy nhanh quá thì em xem lại luyện xong 5 phần xe nâng cao thì em phải qua đây luyện qua được đúng không rồi qua luôn nha câu 38 nè Ok qua được đúng không Phương Lê Tiến nè à, Thắng lên, Ok được ha tiếp nha có 38 người ta trộn uh, 100 lẻ 10,8 có tính số mon luôn đi kèm 0,4 0,4 môn nhôm và m gam hỗn hợp gồm COO, 7, 3, uh, CuO 7,3O4 thu được hỗn hợp rắn y thu được hỗn hợp rắn y ít đây trộn xong thì được y y cho vào bình kín rồi đun nóng một thời gian rồi được hỗn hợp rắn t đun nóng lên thì được hỗn hợp rắn t T của mình nó chính là AL2O3 Một thời gian thôi À vậy tức là cái này nào cũng dư rồi Ô con này khó rồi Một thời gian Tức là phải ứng không hoàn toàn là cái Con này khó rồi Nhìn tưởng dễ Nhiệt phân mà một thời gian là rất khó nha Nhiệt phân mà một thời gian mình phải xử lý Cả phần nhôm dư và cả phần oxit dư nữa Khó rồi khó rồi AL Thôi mình quy đổi đi Tại vì một thời gian mà mình cứ quy đổi thành là al cu fe thôi ha chứ mình đâu biết được cái gì trống đâu trộn rồi chia thành hai phần bằng nhau ha đọc kỹ mấy câu này nhớ đọc kỹ là chia thành hai phần bằng nhau hay là hai phần không bằng nhau nha thường nó hay gà chỗ đó mà bài này cho bằng nhau rồi chia làm hai phần à, đây là t đúng không chia làm hai phần là t 1 t 2 đi rồi t 1 cho tác dụng với nào hắc loãng dư ha t, t, t phần hai đi cho mình biết là hai này giống nhau rồi cũng y chang vậy thôi thành phần nó cũng là Al Cu Oxy Al hợp trên thì người ta cho tác dụng với NaH loãng dư thu được khí hiro đồng thời còn chất rắn không tan Ừ. Vậy chất rắn không tan của mình nó chính là sắt đồng và có thể có oxit của thằng đó nữa thì chỉ có phần nhôm tan thôi Rồi, vậy thì sau khi tác dụng với NaH thì thu được Hero là 0.06 Và còn dư lại là, và còn dư lại cái phần rắn là CuFeOc Nó có là 18.8g 18.08g Rồi còn đoạn dưới nữa Còn dưới cho tác dụng với HNO3 Hơi xấu ta Tác dụng với HNO3 HNO3 Thì thu được là 106 ,18, 16 chứ 16 g muối và rác ra khí NO duy nhất vậy là khả khả năng có NH4 rồi. Có nhôm mà. hno độ 3 dư không? À dư rồi, khỏe 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 khỏe, dư rồi. Chỉ sợ bắt, bắt mình mất xử lý thêm cả cái thằng sắt 2, sắt 3 nữa mất công lắm. Dư rồi khỏe rồi. Dư rồi mình sẽ là Fe3 luôn. Cu 2 và NH4 độ 3 ha. Rồi, sau khí NO nữa. Ký đồ ô đề bài cho 018 thôi. Gì nữa không? Rồi hết rồi đó. Bây giờ bắt mình xử lý thôi. Người ta hỏi mình là phần trăm khối lượng của FE34 trong ít tức là lát nữa phải tính là được đồng với với sắt chỗ này đúng không? Đó tính được cho đó là xong. Có vẻ khó đó. bây giờ mình có gì nè. Ở đây nhôm thì hai phần này chắc chắn là nhôm này nó phẩy hai này nè đúng không? đúng không nhôm này nó sẽ là 0.2 0, ,2, 0 ,2. Mình suy được dưới này nó sẽ là 0 nè có được gì mình cứ điền vào đi Hero này thì mình suy ra được là nhôm này sẽ chia làm hai loại là al 2 o 3 với al đúng không al với lại là al 2 o 3 trong đó thì al đó chính là số mol hero chia 1.5 vô đúng không bỏ toàn e trong thì đây không phải 0,4 thì đây suy được qua bên này luôn 0,2 trừ 0,04 thì còn 0,16 chia đôi là 0,08 rồi Vậy thì suy được khối lượng tổng rồi đó kem Mình có được nhôm và AL23 bị hòa tan rồi Cộng với phần rắn dư nữa Mình sẽ được khối lượng tổng của T 1 phần 2 ha 0,04 x 27 cộng 0,08 x 102 cộng 18,08 Mình sẽ được là 27,32 gram Ngày dưới này cũng vậy luôn 27,32 gram Rồi đồng sắt thì chưa cho mà cho được tổng oxy chưa Nên mới tới đây thôi mấy ẩn này dưới đây còn mấy phương trình đây một phương trình hai phương trình khó đó khó đó thường mấy bài nhiệt vô mà chia gì kiểu này khó rồi đặt hai ẩn vào đây đi ha ab đi vì đây nó sẽ là thôi 2a 2b đi cho nó dễ thì đây nhôm nó sẽ là 0,4 nè đồng là 2a sắt là sắt là 6b đúng không còn oxy thì nó sẽ là mấy 2a cộng với 8b rồi vậy chia đôi ra thì đồng nó sẽ là a sắt nó sẽ là b đồng nó sẽ là a sắt là 3b sắt là 3b còn oxy nó sẽ là a cộng với 4b đúng chưa Được rồi giờ mấy nãy giờ mình bảo tổng nguyên tố nha thầy không viết ra thôi chứ thực ra nó bảo tổng nguyên tố đó nha còn sản phẩm cử nào khác không ở đây cho được không có nợ 4 nữa thì khỏe quá không nói gì hết mắc công phải tính thêm rồi a nè đây là 3 b chứ đúng không đây là 3 b sắt đồng nó là a còn này là c đi Bạn ấn vào phương trình ha cố gắng ép vào vào phương trình phương trình đầu tiên nè 242 b không a trước đi a trước cho dễ bấm máy 188 a 3 nhân cho 242 726 b 80 c thì nó bằng 106,16 0,2 nhân 213 thì nó là 63,56 một phương trình. Tiếp tục phương trình bảo toàn e trong đúng không? Bảo toàn e trong. Nhôm uh, nhôm nhường 3e, đồng nhường 2e, sắt nhường 2e, Oxy nhận 2e, no nhận 3e, nO4 nhận 8e. Rồi, e nhường và e nhận thôi. 0,6 cộng với 2a cộng với 6b thì nó sẽ bằng 2a cộng 8b cộng với 8c cộng với 0.18 nhân 3 là mấy? 0,54 Rồi một phương trình nữa. Tìm thêm một phương trình nữa nào các em, còn một phương trình nữa là hết bài. Có số nào nãy giờ chưa dùng không? Còn phương trình nào chưa dùng các em, các em nhìn thỉ cả, kỹ coi số nào chưa dùng không mình đã dùng mình đã tính ở tới đây rồi tổng khối lượng nữa này đúng không 27,2 này nãy giờ dùng chưa chưa nè đúng không cái 27,2 này mình chưa dùng nè ok vậy được rồi 64 a cộng với 16 a luôn đi 64 cộng 16 luôn đi coi là cái này đó mà đúng không tại vì 27,232 này nè nó là 1 phần 2 t vậy mình nhân 2 lên 27,2 nhân 2 lên nó sẽ là 5 54,64 mà phản nhiệt nhôm thì khối lượng không đổi thì cái này cũng là 54,64 thôi đó đáp vào đây luôn 80 x 2 là 160 a 2 nhân cho 232 là 464 b cộng với uh, mấy đây nãy là nhôm rồi mấy 10,8 nhôm nãy là 10,8 10,8 thì nó sẽ bằng là 54,64 rồi ra được ABC đó okay. đủ bản và phương trình rồi đó

rồi, phương trình dưới cùng. 160, 464, 54,64 trừ 10,8. Sao? À, xác lên 3 đúng không? Ok. Ừ, đúng rồi. Viết sai chỗ này nè. Xác này phải nhân lên 3 ha. Mình không để ý. Ok. Xác lên 3 ha. Vậy đây nó phải là 9B đúng không? 9B không phải 6B. Đó, có nhiều người xem thì nó mình dễ phát hiện lỗi hơn. Làm cái làm nhanh quá thì mình cũng khó kiểm soát lỗi. 9b đúng không? Rồi ok, chính là. Như đây nó là 9 trừ 9 trừ 8. A mất nè, B là 9 trừ 8. C chuyển qua là trừ -8. Rồi đẹp rồi nè các em. A 0,1. B bằng 0,06. C thì nó bằng 0,015 Rồi hơi rối nha Quyến trình này hơi rối Rồi bây giờ người ta hỏi mình là Khối lượng của em bao 4 Ủa xong rồi đúng không Xong rồi hả à... à không nha Cái 54,64 này không phải là M nha các em 54,64 này là của tổng cái Y Còn M của mình là mình phải trừ đi cho ra 10,6 nữa 10,8 nữa Chỉ có lượng nhôm ra 43, uh, 43,84 gram đây vậy phần trăm khối lượng cái vào 4 nó sẽ là 0,12 x 232 x 100 chia 43,84 nó sẽ tầm là 63,504 phần trăm cẩn thận nha các em coi chừng các em tính phần trăm khối lượng trong y á ta hỏi là phần trăm khối lượng trong ít tức là lúc mà chưa trộn với nhau được rồi đúng không 38 được không câu vô cơ khó nhất trong đề hôm nay đúng không? nhưng mà câu hữu cơ khó nhất là câu này đúng không? nó có vẻ nhìn vô cơ khó hơn đó. đúng không? hữu cơ thì nó thật ra bà cũng là phương trình đó, vô cơ mình mất công mình phải chuyển mình phải tách ra thành hai hai phần nữa, rồi ừ, nó khó hơn, đó. vô cơ mới khó hơn nha các em. đề này chắc là hữu cơ dễ hơn, hữu cơ tại vì nó quen thôi chứ cũng không dễ đâu, tại vì nó quen đúng cái dạng mình nó làm rồi thôi. được chưa? Có 38 được không? Còn hai câu đó mình để biết sau mà nghĩ luôn nè. 11 giờ rồi. Một câu bắt trend của COVID nè. Rồi. Cho một đống dự kiện. Thôi để làm gì đâu đúng không? Nhìn đoạn sau thôi. Vị trí chỗ nào của vải khẩu trang sẽ ngăn chặn virus tốt nhất? vị trí nào đây vải nè, mấy cái này là vải lọc bụi thôi vải tháng khí thôi nè lọc bụi tháng khí là không liên quan đúng không chỉ có cái màn lọc sợi than hoạt tính này nè ừ, sợi than hoạt tính này nè mới là cái cái mà nó hấp thụ virus nè đáp án mình nó sẽ là câu dê ha các nó đọc kỹ là coi có gì sẽ liên quan tới đó không đây nè đây nè vải khẩu trang này diện tích bề mặt khá lớn cỡ một nên có khả năng lọc được bụi lớn nè đúng không hơi độc và vi khuẩn là cái diện tích bề mặt lớn này là nhờ cái than hoạt tính nó có bị vị... nó có những cái lỗ sốt rất là lớn đó. và nó giữ lại những vi khuẩn virus trong này ha cho nên đáp án của mình nó là câu câu dê là chuẩn rồi đó rồi acf này chắc là biết biết tiếng anh của than hoạt tính không chữ f này chắc là sợi nè đúng không còn c này là carbon nè này Đây chắc là hoạt tính activate đúng không được đó rồi đó con nên đáp án của mình nó là câu dê chuẩn rồi đó em Câu 40 nè Người ta hỏi là Phải dựa vào trong này để nhìn từng cái phương trình thôi Ở đây mình nhìn thấy là ít thi hóa được Z Mà ít nó là ít nó sẽ có ba cái bi mà ít nó là chất béo đúng không? ít nó là chất béo và đây là triolein rồi. trong chương trình mình học mỗi ngày thôi mà. triolein thì đây nó sẽ là, ủa y cũng ra z à? à, mà y nó chỉ có một cái gốc thôi à đây ba gốc vậy đúng rồi đó tristerin terin đúng không còn này nó sẽ là có ba gốc ha c mười thôi được mình cứ để ra ra nó sẽ có một gốc oleat với hai gốc sterat đó đúng không kiểm tra lại cái đúng nè ba gốc oleat là đúng rồi đúng rồi đó kia okay. bây giờ mình đoán công thức của z thôi Tiết là C mấy này, bỏ toàn carbon này, 11 111 carbon chia 3 à số 114 chứ, 114 chia 3 xuống à thì nó là 38 carbon trong một phân tử. Trong chia 2 chứ nhầm, nhầm 114 chia 2. Nó là C37. C57. H mấy? H110 nhân 2 rồi lại chia 2 H110 luôn. H110 uh, O U6 đúng không? Rồi Bây giờ em cộng nhân khối lượng lên coi nó có đúng là 890 không? Đúng 890 là nó là Tristerine luôn á 12 x 57 cộng 110 Cộng 12 x 16 x 6 Đúng rồi 890 nè Vậy thì Z của mình là tristerine là chuẩn rồi đó Vậy là chất Y của mình nó sẽ có một gốc oleat Là C17 H33 thì nó mới cộng với 1 kg được chứ Rồi hai gốc stearat C17 H35 COO có thể là đồng phân của những gốc này nhưng mà mình cứ đại diện góc mà mình quen thuộc đi c 5 Rồi cộng lại thôi Số nguyên tử hydro có trong hợp chất Y đó chính là 33 cộng 35 nhân 2 cộng 5 108 nguyên tử ha 108 nguyên tử hydro đáp án của mình nó là câu B Cũng ngắn đúng không? Cũng ngắn rồi Có bạn nào thắc mắc câu nào không? Câu số 40 chắc là nếu mà các em nhìn thấy được cái thằng Z ngay từ đầu á em sẽ làm thấy nhanh hơn mà cũng quen thuộc mà phương trình quen thuộc không ạ rồi đề này cũng không quá khó đúng không đề này cũng không quá khó có hai câu khó nhất thôi hai câu về hữu cơ với vô cơ mấy câu còn lại thì cũng bình thường rồi mình sẽ hẹn gặp với các em lại cái đề số 16 nha ngày mai thì sẽ up cái đề số 16 lên rút nha thì xem cái đề nào mới nhất thi là mình xong cái đề số 15 rồi nha các em 14 là bữa trước mình cũng xong để thi xin đổi rồi. Hôm nay xong đề 15 rồi. Ngày mai sẽ xếp đề số 16 nha các em. Nhớ làm trước nha rồi mình sửa nó mới hiệu quả. Rồi uh, tuần sau nữa tiếp tục đề 17 18, cứ từ từ mỗi tuần mình sẽ ít nhất 2 đề nha các em. Tuần nào mà thầy rảnh chút nữa thì sẽ làm lên 3 đề, 4 đề. Ừ, bye ha. Lam sơn hả? Lam sơn với thi hả em? Ừ để lát nữa thầy coi cái đề nào Lam Sơn cho Nếu mà được đề làm Sơn thì thầy sẽ Nếu mà đề chuẩn nha Nếu mà không có câu nào sai nhiều quá thì sẽ đưa lên khóa học cho mình Rồi ba các em nha Ừ, chào em Trí hả? Rồi ba cái em nha.